Nhà máy xử lý nước thải thành phố Vinh là một trong ba gói thầu của dự án thoát nước và xử lý chất thải giai đoạn 1 của thành phố Vinh do nhà thầu SFCU xây dựng từ tháng 2 năm 2009 và đến tháng 12 năm 2012 được nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh. Điều đáng nói, đây là nhà máy xử lý nước thải. Thế nhưng sau khi xử lý, nguồn nước đầu ra vẫn là nước thải. Vì thế đã gây thiệt hại nặng nề cho diện tích trồng lúa của bà con nông dân hợp tác xã Phong Đăng, xã Hưng Hòa, cũng như vùng nuôi trồng thủy sản của xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc và gây ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh. Vụ mùa bận rộn. Thế nhưng, mấy ngày nay, bà Nguyễn Thị Ninh cùng với bà con xã viên hợp tác xã Phong Đăng chỉ biết ra đồng ngồi chờ đợi như thế này. Bởi hơn 10 hectare vùng đồng này của bà con xã viên hợp tác xã Phong Đăng vẫn không thể thu hoạch được. Đã 6 tháng rồi, nhưng lúa vẫn còn xanh, bông chưa kịp trổ, cây đã bị đổ rạp và nát bấy. Trong khi đó, ở những xứ đồng khác, lúa hè thu đã được khép kín. Lấy tên là gia bị nước thải nè, mà tôi thu hoạch là một xa 4 ta. Mà từ cái năm nay là có như từ cái thải nước thải về đấy đó, thu hoạch người ta thu hoạch trên dòng đến cá cả rồi, mà họ thu hoạch ăn cả rồi, mà tôi dư lỡ đứng 5 dịp ở đó, đứng 5 dịp mắt ở đó, chưa được hột nó mà bỏ vô bơ bơ. Yêu cầu coi với nhà nước có biện pháp trước mắt là đền bù coi cho dân, thứ hai nữa là tương lai lâu dài rồi coi như dư là đang hột lúa, nhưng mà sau này là coi rất ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, bị chết ung thư, cho nên từ đó là rất nguy hại. Theo đơn kiến nghị của 18 hộ xã viên hợp tác xã Phong Đăng, xã Hưng Hòa, các hộ này có ruộng nằm sát kênh dẫn dòng của nhà máy xử lý nước thải thành phố Vinh đã bị ô nhiễm do nước thải của nhà máy. Phần lớn diện tích lúa ở đây bị đổ nát, cháy bệnh, ảnh hưởng nặng nề đến năng suất lúa vụ xuân. Qua quan sát, đoạn kênh dẫn dòng từ nhà máy xử lý nước thải dẫn ra sông Rào Đừng chỉ được xây dựng bằng đá hộc, do đó đã gây rò rỉ thẩm thấu ra các chân ruộng bên cạnh. Không chỉ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng của hợp tác xã Phong Đăng, Hưng Hòa, gây ô nhiễm môi trường, không khí nơi đây, mà nguồn nước thải này còn làm thiệt hại lớn đến diện tích nuôi trồng thủy sản của bà con nông dân xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc. Do nguồn nước bị ô nhiễm nên tôm giống thả xuống đầm bị chết rất nhiều. Vụ nuôi tôm mới đây, gần 40 hộ vùng tôm Nghi Thái thất thu. Hộ ít mất từ 50 đến 70 triệu đồng. Hộ nhiều mất trắng tới 150 triệu đồng. Tôm là cứ 30 ngày là chết. Mỗi lần xả nữa là cả trong rau cũng chết. Cả là từ là cả một cân rưỡi, cả gãy là cả trâu cũng đều chết. Trâu bò xuống đều lợ. Rồi người đi cày cấy cũng bị lợ nè. Rồi nước xả ra bên ngoài tán thì cả chết trong nói, những vịt mà thả đây cũng cứ chết. Thì huống chi là nuôi tôm là mình trong mà được. Về phần kiến nghị của Ủy ban nhân dân xã thì cũng đã có kiến nghị của nhân dân và đề xuất lên Ủy ban tỉnh cũng như là Ủy ban huyện. Thì sớm có biện pháp xử lý môi trường cho nhân dân, đảm bảo môi trường trong cộng đồng cũng như là để nuôi trồng thủy sản. Được biết, nhà máy xử lý nước thải thành phố Vinh là một trong ba gói thầu của dự án thoát nước và xử lý chất thải giai đoạn 1 của thành phố Vinh, có tổng kinh phí trên 386 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA do Ngân hàng Tái thiết Đức tài trợ. Nhà máy có công suất 25.000 mét khối ngày đêm và được áp dụng công nghệ hiện đại kết hợp giữa thổi khí cưỡng bức và công nghệ vi sinh để xử lý nước thải. Và nước thải sau khi được xử lý đạt quy chuẩn môi trường cho phép sẽ không gây ảnh hưởng môi trường và cây trồng, hoa màu, vật nuôi, đủ điều kiện để tái sử dụng tưới tiêu phục vụ nông nghiệp. Thế nhưng thực tế, nguồn nước thải dù đã qua xử lý của nhà máy rồi nhưng vẫn gây ô nhiễm. Tôi nghĩ rằng là trong quá trình vận hành vừa rồi là do nhà thầu không có kinh phí cho nên không thực hiện cái việc là nuôi cấy vi sinh đúng theo quy định và làm cho cái nước thải đổ ra đổ vào nó không nước thải đổ ra nó không đạt chất lượng. Phương án ban đầu thì là nước chảy tràn, thế là sau này cái này là mang tính chất cái dần dòng chứ không phải là nó bị được đổi được. À, thì sau này nếu cần thiết thì cái việc bổ sung giá trạm thì nó cũng vấn đề về kinh phí. Đại diện ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng cũng cho biết,
đơn vị đã hoàn thành công tác bàn giao và đang tiến hành kiểm toán, quyết toán công trình, nên hiện nay trách nhiệm thuộc về công ty quản lý vận hành. Tuy nhiên, về phía công ty cổ phần quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh, đơn vị được Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh giao quản lý, vận hành và bảo dưỡng nhà máy, lại cho rằng để xảy ra tình trạng trên không thuộc lỗi của công ty. Bởi trên thực tế, trong một năm qua, nhà máy vẫn do phía nhà thầu xây lắp SFCU vận hành. Quá trình vận hành là theo tôi là chưa đảm bảo về cái tiêu chuẩn kỹ thuật để thải ra môi trường. Nước thải đâu ra hiện nay là theo tôi nhìn thấy là nước thải đâu ra vẫn còn đen và nổi bọt như là nước thải đâu vào. Thì theo tôi cái này cần phải kiểm tra cái công nghệ xử lý và cái nước thải ra môi trường có đảm bảo yêu cầu hay không. Còn về trách nhiệm công ty thì công ty cũng chưa được giao trách nhiệm về vấn đề xử lý ở đấy. Và chỉ là được giao nhiệm vụ là vận chuyển nước thải về nhà máy. Khi phóng viên đặt câu hỏi về trách nhiệm của nhà thầu SFCU trong quá trình vận hành cũng như chuyển giao công nghệ, thì đại diện nhà thầu từ chối trả lời và đổ lỗi do chất lượng nước thải đầu vào không ổn định cả về nồng độ lẫn lưu lượng nên ảnh hưởng đến đầu ra. Về phía Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh, chủ đầu tư khẳng định việc vận hành các trạm bơm, các tuyến ống dẫn nước thải từ các trạm bơm về nhà máy lâu nay do công ty hạ tầng đô thị Vinh đảm nhận. Công ty có trách nhiệm phối hợp cử công nhân tham gia vận hành cùng nhà thầu và tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Còn việc vận hành xử lý nước thải hiện nay, trách nhiệm chính vẫn thuộc về nhà thầu SFCU. Ủy ban nhân dân tỉnh thì đã chỉ đạo thành phố Vinh ký hợp đồng với công ty SFCU vận hành cho đến hết năm 2014. Ủy ban nhân dân thành phố Vinh đã chỉ đạo công ty SFCU trao toàn bộ các tài liệu rồi là cái quy trình công nghệ quản lý vận hành cho công ty Hà Tân Đô Thị để các bên cùng nghiên cứu để bắt tay vào ký hợp đồng. Nhưng theo tôi được biết thì đến nay thì công ty Hà Tân Đô Thị thành phố Vinh vẫn chưa nhận được cái tài liệu đó. Bởi vậy cho nên là công ty Hà Tân Đô Thị Vinh cũng chưa tham mưu để Ủy ban nhân dân Vinh ký hợp đồng chính thức với công ty SFCU. Trước sự việc trên, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tổ chức một buổi làm việc để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và tiến hành lấy mẫu nước để xét nghiệm. Trong khi chờ đợi kết luận của ngành chức năng về mức độ ô nhiễm của nguồn nước thải, thì những người nông dân như bà Ninh, ông Hòa vẫn đang mong ngóng Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh có một phương án khắc phục để bù đắp những thiệt hại trong vụ sản xuất vừa qua. Bởi cuộc sống của bà con xã viên nơi đây chỉ trông chờ vào mấy sào lúa.